Hey, xin chào mọi người, mình là Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh giờ trên dòng đồng hồ BL5 sử dụng bộ máy E820 và E810, và nói về các lưu ý khi sử dụng đồng hồ Citizen Ecuride. Đầu tiên là các lưu ý khi sử dụng đồng hồ Ecuride của Citizen. Đồng hồ Ecuride là đồng hồ sử dụng năng lượng ánh sáng, cả ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo, chuyển hóa thành năng lượng cho đồng hồ hoạt động. Đồng hồ Ecuride có tính năng tiết kiệm năng lượng. Đôi khi, kim dây được nhìn thấy chạy rất nhanh, sau đó quay lại chạy hoạt động bình thường. Điều này có thể xảy ra khi đồng hồ Ecuride được che dưới ống tay áo của bạn. Trong các trường hợp, chẳng hạn như đồng hồ bị bỏ lại trong bóng tối, nó sẽ tự động bật chế độ tiết kiệm năng lượng, dừng toàn bộ tất cả các hoạt động của kim. Khi hấp thụ được ánh sáng, đồng hồ sẽ bắt kịp với thời gian hiện tại bằng cách di chuyển rất nhanh theo thông tin đã được lưu trữ bên trong đồng hồ. Và khi các bạn thấy kim đồng hồ của mình chạy chậm, hoặc là kim nhảy hay nấc một lần, thì lúc này đồng hồ của chúng ta đang bị yếu năng lượng, chúng ta cần đem đi sạc ngay. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nên sạc đồng hồ dưới ánh sáng mặt trời trong khoảng từ 5 đến 6 giờ một tháng là đủ. Các bạn lưu ý là không để đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng gắt vào buổi trưa. Chúng ta có thể sạc đồng hồ cách bóng đèn khoảng 20cm. Khi được sạc đầy năng lượng, đồng hồ Ecuride có thể hoạt động từ 4 đến 5 năm trong điều kiện thiếu sáng tùy theo model. Với những dòng đồng hồ có chức năng hiển thị mức năng lượng thì chúng ta cần chú ý để xem cung cấp thêm năng lượng cho đồng hồ. Và đó là những lưu ý khi sử dụng đồng hồ Ecuride của Citizen. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh ngày giờ và sử dụng các chức năng trên đồng hồ này. Mình sẽ giải thích các ghi chú được in lên mặt số đồng hồ. Bên góc 8 giờ là chế độ on-off của báo thức. Bên góc 4 giờ ta có thể thấy các tín hiệu set, top, chạc, các tín hiệu cảnh báo mức năng lượng của đồng hồ. Set có nghĩa là đồng hồ được sạc đầy năng lượng. Chạc có nghĩa là cảnh báo mức năng lượng đồng hồ đang yếu. Và top là đồng hồ hết năng lượng và dừng hoạt động. Và sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn các chức năng trên chiếc đồng hồ này. Như các bạn có thể nhìn vào góc 6 giờ, cái ô hiển thị subdial nhỏ có các chữ viết tắt. TME có nghĩa là time để xem giờ. CHR có nghĩa là chronograph để bấm giờ thể thao. Tiếp theo là LTM có nghĩa là local timer để chỉnh giờ phụ cho đồng hồ. Tiếp theo là ALM có nghĩa là alarm, tức là báo thức. Để sử dụng các chức năng, ta chỉ cần kéo núm vặn giữa ra một nấc, sau đó vặn núm giữa lên hoặc xuống để chọn chức năng. Để mình ví dụ, đầu tiên là bấm giờ chronograph. Các bạn kéo núm giữa ra một nấc, sau đó các bạn vặn núm giữa xuống CHR. Sau đó đóng núm giữa lại và nhấn nút ở hướng 2 giờ để bắt đầu. Kim dây chạy được 60 giây thì kim nhỏ góc 2 giờ sẽ nhảy qua một nấc, tức là 1 phút. Để dừng bấm giờ, các bạn nhấn nút ở hướng 2 giờ. Và để reset, các bạn nhấn giữ nút ở hướng 2 giờ trên 2 giây. Tiếp theo là chỉnh giờ phụ. Các bạn kéo núm vặn giữa ra một nấc, xoay núm giữa đến vị trí LTM, kéo núm vặn giữa thêm một nấc, xoay nhẹ núm vặn giữa từng nấc hoặc xoay nhanh để kim tự động chạy nhanh, và xoay ngược lại để chỉnh giờ theo quốc gia thứ hai. Sau khi chọn giờ, ấn đóng núm chỉnh lại để hoàn tất. Để chuyển đổi giữa 2 giờ chính và giờ phụ, núm giữa ra nấc thứ nhất và xoay chọn giữa TME và LTM. Tiếp theo là thiết lập giờ báo thức. Giờ báo thức này sẽ điểm báo dựa theo giờ của cơ chế TME chứ không báo theo múi giờ kép LTM. Khi đến giờ báo thức, chuông đồng hồ sẽ reo báo trong khoảng 15 giây, có thể bấm tắt chuông bằng cách nhấn nút ở trên hoặc ở dưới. Các bạn chỉnh giờ báo thức bằng cách kéo núm vặn giữa ra một nấc, xoay núm chỉ về ALM. Lúc này tất cả các kim chỉ về hướng 12 giờ, còn kim dây chỉ về góc 6 giờ. Kéo núm chỉnh giữa ra thêm một nấc, kim dây sẽ chỉ chế độ on hoặc off của giờ báo thức. Sau đó các bạn nhấn nút ở trên để bật hoặc là tắt. Xoay núm vặn giữa để chọn giờ báo thức. Nhớ xem vòng giờ 24 giờ ở góc 10 giờ để xem giờ bạn chọn đang là giờ sáng hay giờ tối.
Sau khi chọn giờ báo thức xong, đóng núm vặn lại để kết thúc. Đồng hồ vẫn trong cơ chế báo thức. Bạn có thể kiểm tra tiếng chuông reo bằng cách nhấn giữ nút ở trên. Chuông sẽ reo. Tiếp theo là thiết lập ngày giờ. Các bạn kéo núm giữa ra một nấc, xoay núm vặn giữa về vị trí TME. Sau đó các bạn kéo núm giữa ra nấc thứ hai và bấm nút ở trên. Kim dây chỉ góc 12 giờ và kim phút dịch chuyển. Vặn nhẹ nút giữa từng nấc hoặc xoay nhanh để kim tự động xoay và xoay ngược lại để dừng chỉnh phút. Bấm nút ở trên, kim nhỏ vòng giờ góc 2 giờ dịch chuyển. Vặn nhẹ nút giữa từng nấc để chỉnh năm, với số 0 là năm nhuận. Số 1, 2, 3 lần lượt là năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba của năm nhuận. Ví dụ như năm nay là năm 2020 là năm nhuận, chúng ta sẽ vặn kim về vị trí số 0. Và nếu đồng hồ của các bạn đang hoạt động không chính xác thì các bạn nên kiểm tra lại vị trí tham chiếu của các kim và chỉnh lại chính xác. Sau khi chỉnh năm xong, các bạn bấm nút ở trên. Kim dây di chuyển. Lúc này các bạn vặn núm giữa để chỉnh tháng. Và tháng trên đồng hồ này được xác định như sau. Tháng 1 là ngay vị trí cọc số 1 giờ. Và tiếp tục như vậy đến tháng 12 là vị trí cọc giờ số 12. Các bạn vặn núm giữa để chọn tháng. Sau đó các bạn bấm nút ở trên. Kim vòng giờ góc 2 giờ dịch chuyển. Lúc này ngày cũng thay đổi. Các bạn vặn núm giữa để chỉnh ngày. Và sau khi thiết lập ngày giờ xong, các bạn đóng núm giữa lại để xác nhận. Và nếu đồng hồ của các bạn hoạt động không chính xác thì các bạn nên kiểm tra lại vị trí tham chiếu của đồng hồ và chỉnh lại cho chính xác bằng cách kéo núm chỉnh giữa ra một nấc, xoay núm chỉ về vị trí CHR. Sau đó các bạn kéo núm giữa ra thêm một nấc. Đợi các kim di chuyển xong, kiểm tra vị trí 3 kim chính và 2 kim phụ ở góc 10 giờ và 2 giờ có chỉ đúng vị trí chuẩn của nó như sau. Kim giờ phút giây ở góc 12 giờ. Kim vòng giờ ở góc 10 giờ chỉ vạch số 24. Kim vòng giờ ở góc 2 giờ chỉ vạch số 0. Ô lịch ngày hiển thị số 1. Nếu đã đúng các vị trí trên thì các bạn đóng núm chỉnh lại để hoàn tất. Nếu mà các kim chưa chỉ đúng, các bạn kéo núm giữa nấc thứ hai, bấm giữ nút ở trên trong khoảng 3 giây hoặc hơn. Kim vòng giờ ở góc 2 giờ dịch chuyển. Sau đó các bạn xoay núm chỉnh lên hoặc xuống để chỉ kim về số 0. Các bạn bấm kết hợp đồng thời nút ở trên và núm vặn giữa để chỉnh lần lượt các kim về vị trí tham chiếu của nó. Sau khi các bạn đã chỉnh xong các kim về vị trí của nó, các bạn đóng núm giữa lại để xác nhận. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng các chức năng trên chiếc đồng hồ thuộc dòng BL5 này. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một like và một subscribe cho kênh của mình.